Tiểu sư muội, muội đừng sợ, muội đừng sợ, đại sư huynh sẽ đến cứu muội. Tiểu sư muội, tiểu sư muội, Súng ca, sư muội, Súng ca, mơ thấy nhà cô nương phải không? Doanh Doanh à, huynh có nhiều chuyện suy nghĩ không thông suốt. Huynh sợ nhạc cô nương bị Lâm Bình Chi bắt nạt phải không? Không phải. Đó là chuyện của hai phu thê họ, đâu có đến phiên người ngoài như huynh xen vào. Vì huynh sợ đệ tử phái Thanh Thành tìm họ để trả thù. Bây giờ cả hai người đều đang bị thương, phái Thanh Thành đến tìm họ trả thù cũng là chuyện thường tình thôi. Vậy tại sao huynh lại không nghĩ cách đến cứu họ chứ? Muội cũng thấy làm sư đệ thế nào rồi. Nếu huynh ngang nhiên ra tay cứu họ, nhất định sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của phu thê họ. Sợ ảnh hưởng tình cảm phu thê của họ chỉ là một trong các nguyên nhân. Trong lòng huynh có sự lo nghĩ khác, huynh sợ muội không vui phải không? Dân dân, trên đời này huynh chỉ còn lại một mình muội thôi. Nếu vì họ mà khiến hai chúng ta có sự hiểu lầm, huynh sống còn có ý nghĩa gì nữa? Nếu trong lòng huynh đã nghĩ như vậy thì giữa chúng ta làm sao có hiểu lầm? Được rồi, đừng chậm trễ nữa, sáng ngày mai chúng ta lên đường, đi theo sau lưng họ lén lút bảo vệ họ. Nếu như họ gặp nguy hiểm thì chúng ta sẽ ra tay giúp đỡ họ. Dì Thanh sư tỷ, mọi người lên núi trước đi. Tôi và Doanh Doanh giải quyết xong mọi việc sẽ về liền. Được, chuẩn môn đi đường mọi việc phải cẩn thận. Nhậm cô nương, bảo trọng. Các vị, hẹn ngày gặp lại. Chúng ta đi đâu? Ý, chúng ta phải lén lút bảo vệ phu thê họ. Hay là gì, chúng ta quá trang đi, để tránh bị họ nhận ra. Chủ ý hay lắm, nhưng mà chúng ta phải quá trang thế nào? Ý, bên đó có một ngôi làng, hay là chúng ta đến đó lấy cắp vài bộ đồ, giả dạng thành một đôi. Một đôi huynh muội đó. Huynh cười cái gì vậy? Không, huynh đang nghĩ, nếu chúng ta đến đó tình cờ chỉ có một bà cụ và một đứa bé ở đó, thì có phải huynh phải gọi muội là bà hay không? Cháu ngoan. Bà. Coi có phải là có kẻ đến ăn cắp gà không? Đi đi. Trời ơi, bác ngày bác mặt, ai dám tới ăn cắp chứ? Đại hắc hết sủa rồi, cần gì phải coi. Tôi sợ tên lăng sói này giống như lúc ông còn trẻ, đêm hôm khuya khoắt mò vào phòng của tôi, còn đem theo miếng thịt cho chó ăn nữa. Nè, bà này nói dòng do chửi chúng ta là lăng sói đó. Chửi một mình huynh thôi. Đêm đó ông thì vui vẻ thỏa mãn, khổ cho tôi sau đó đã mang thai, bị cha tôi biết được đánh tôi suýt chết luôn. Cũng may là bà mang thai, nếu không cha của bà đâu có cho bà lấy kẻ nghèo mạt như tôi chứ. Trời ơi, mới chớp mắt đã mấy chục năm, bây giờ cũng đã có hai đứa cháu rồi. Có thể yên lòng rồi ha.
cho muội. Được. Hai chúng ta nhìn thế nào cũng đâu có giống là huynh muội. Theo huynh đó thì chúng ta giống hai ông lão và bà lão hồi nãy hơn. Giống như phu phụ thì đúng hơn đó. Nè, anh hát một nhai có nuôi chó không vậy? Chi gì? À không, nếu như có nuôi chó thì sau này nửa đêm khuya khoắt huynh sẽ mò đến hát một nhai tìm muội, còn đem thêm thịt cho chó ăn nữa. Không đàng hoàng chút nào. Nhân dân à, thật lòng huynh muốn mãi mãi sống bên muội. Nếu có thể tránh xa mưa tanh gió máu của Võ Lâm, sống cuộc sống như thần tiên thì tốt biết mấy. Bây giờ muội cũng rất vui mà. Ít ra bây giờ muội biết trong lòng huynh chỉ nghĩ tới muội, không nghĩ đến tiểu sư muội của huynh nữa. Phải không? Chút nữa huynh quên mất, chúng ta phải mau chóng lên đường, nếu không sẽ không đuổi kịp sư muội và lắm sư đệ. Huynh không cần giá trị lợi dụng đối với phái Hoa Sơn của muội. Muội đi đi. Đình Chi, thật lòng muội không hiểu tại sao huynh luôn nghi ngờ cha muốn chiếm đoạt tịch tà kiếm phổ của Lâm Gia huynh. Lúc huynh mới vào Hoa Sơn cũng đâu có kiếm phổ gì. Không lẽ muội có ý đồ gì sao? Tịch tà kiếm phổ của Lâm Gia huynh nổi tiếng thiên hạ, như Thương Hải và Mộc Cao Phong, họ không tìm được trên người cha huynh cũng biết đến tìm huynh. Nếu không phải muội bị cha và mẹ của muội sai khiến, làm sao lại đến lấy lòng huynh? Nếu huynh thật sự nghĩ như vậy, muội cũng không biết nói sao. Tịch tà kiếm phổ, chẳng phải cha của muội đã có trong tay rồi sao? Sao huynh có thể làm nhục cha muội? Nếu không phải... Nếu không phải cái gì? Nếu không phải bị mù và bị thương, thì muội sẽ không ở bên huynh, có phải không? Huynh nói cho muội biết, mắt của huynh đã bị mù từ lâu rồi. Huynh nói như vậy tức là lúc trước huynh quen muội, đến khi thành thân với muội cũng vì huynh có mắt không trồng mới làm như vậy, có phải không? Đúng vậy. Huynh không ngờ muội lo xa nghĩ rộng đến vậy, vì một cuốn tịch tà kiếm phổ mà lại chạy tới Phúc Châu mở một quán rượu, còn có tên tiểu tử họ Dư bắt nạt muội. Thực ra võ công của muội cao hơn hắn, nhưng muội làm bộ không biết võ công để huynh ra tay cứu muội. Lâm Bình Chi ơi, Lâm Bình Chi, người đúng là tên khốn mù mắt. Dựa vào tài cán nhỏ mọn của ngươi cũng bày đặt ra tay cứu người. Muội là con gái cưng trong lòng của cha và mẹ muội, nếu không phải họ có mưu đồ, làm sao lại để cho muội ra ngoài xuất đầu lộ diện, làm những việc thấp hèn như bưng bê bán rượu chứ? Lúc đầu cha chỉ phái nhị sư huynh đến Phúc Châu, nhưng lúc đó muội quá bướng bỉnh, nhất quyết đòi đi theo thôi. Cha của muội quản giáo đệ tử trong phái nghiêm ngặt, nó ông cảm thấy không ổn, cho dù muội quỳ xuống cầu xin ổng 3 ngày 3 đêm ông cũng không cho đi. Thật ra cha của muội cũng tin tưởng nhị sư huynh của muội, cố tình phái muội đi giám sát hả? Huynh tin hay không cũng được, tóm lại trước khi đến Phúc Châu muội không hề nghe đến 4 chữ tịch tà kiếm phổ, mà cha muội chỉ nói đại sư huynh đánh người của phái Thanh Thành bị thương. Hai bên có sự hiểu lầm, người của phái Thanh Thành lại kéo nhau đến phía đông, e rằng sẽ gây bất lợi cho phái Hoa Sơn, cho nên mới phái muội và nhị sư huynh đến giám sát họ. Được, huynh tin muội luôn lần này. Nhưng bây giờ huynh ra nông nỗi này, muội ở bên huynh cũng không có ý nghĩa gì. Tuy chúng ta mang danh nghĩa phu thê, nhưng thực tế không phải là phu thê. Muội vẫn còn tấm thân cong cắn, muội hãy trở về bên lệnh Hồ Xung đi. Muội và huynh thành thân 3 ngày thì muội biết huynh rất hận muội. Huynh đã hận muội như vậy, tại sao còn thành thân với muội? Huynh không có hận muội. Huynh không có hận muội, nhưng 3 ngày huynh giả tình giả nghĩa với muội, dịu dàng chu đáo, đến khi tối trở vào phòng thì huynh không ngó ngàng đến muội. Mỗi lần cha và mẹ hỏi huynh đối xử với muội thế nào, muội đều nói huynh rất tốt với muội. Huynh đối xử tệ với muội, tại sao muội vẫn che giấu giùm huynh? Tại sao?
đã thành thân với huynh thì là người của Lâm gia huynh. Không lẽ mùi đối xử với huynh thế nào huynh cũng không biết sao? Làm sao mùi lại nói xấu huynh nửa lời trước mặt cha mẹ chứ? Thì ra cha của mùi sợ dĩ không giết huynh không phải là nghĩ đến mùi, mà vì mùi che giấu giùm huynh trước mặt cha mẹ mùi. Nếu không phải như vậy thì họ Lâm đã chết tại Quan Sơn từ lâu rồi. Tại sao lại chết? Phu thê bất hòa cãi nhau là chuyện thường tình mà, làm sao cha mẹ lại vì chuyện đó mà giết con rể của mình chứ? Cha mùi giết huynh không phải vì huynh đối xử mùi không tốt, mà sợ huynh luyện được tinh tà kiếm pháp thôi. Mấy ngày nay những chiêu cha và huynh đánh chính là tinh tà kiếm pháp. Đúng vậy. Tại sao trước đây mùi không hề nghe huynh nói tới? Nếu huynh nói với mùi, hôm nay huynh còn mạng sống đứng ở đây sao? Linh hồn xuống nằm mơ cũng không ngờ cả xa mà hôm đó ở Phúc Châu lấy được đã bị cha của mùi ăn cắp. Không thể nào, cha nói là cả xa đó đại sư huynh ăn cắp mà. Cha mùi sợ người ta biết ông ăn cắp cả xa đó, một mực khẳng định là Linh hồn xuống ăn cắp. Những chiêu kiếm loạn xạ của Lệnh Hồ Xuân làm sao có thể sánh với tình tạc kiếm pháp của Lâm gia? Mùi đã trách làm đại sư huynh. Thật ra cha nói là đại sư huynh ăn cắp mùi cũng không tin lắm, vì con người của đại sư huynh nhất định không phải là kẻ thấy lời huynh nghĩ. Cho dù cả sa đó thật sự ở trong tay huynh ấy, huynh ấy cũng không chiếm làm của riêng. Có điều mùi thấy võ công huynh ấy đột nhiên giật mật, cả cha đánh không lại, mùi mới tin đó là sự thật. Mùi cũng rất hiểu đại sư huynh của mình. Đã như vậy tại sao mùi không trở về bên cạnh huynh ấy đi? Bình Chi, lẽ nào đến giờ huynh cũng không tin mùi đối với đại sư huynh kính trọng như ca ca ruột? Thật tình mùi không hề coi huynh ấy như tình lang. Từ khi huynh vào Hoa Sơn, ngày đêm mùi nhung nhớ cũng chỉ có mỗi mình huynh. Tấm lòng mùi dành cho huynh sẽ không thay đổi, huynh biết không? Mùi không giống cha mùi chút nào, mùi giống mẹ mùi. Bây giờ huynh rất có thành kiến với cha, hai người sẽ khó ở chung một chỗ được. Hay chúng ta tìm chỗ nào khá bay xa chạy đi, từ nay sống cuộc sống vui vẻ có được không? Mùi suy nghĩ quá ngây thơ. Mùi đã giết một Cỏ Phong và Dư Thương Hải, cả võ lâm này đều biết hết. Thử hỏi cha mùi làm sao không biết huynh học tình tạc kiếm pháp? Làm sao cha mùi tha cho huynh? Huynh nói cha mùi ăn cắp tịch tà kiếm phổ, sự thật rõ ràng, mùi không còn gì để nói. Nhưng huynh cứ luôn miệng nói vì huynh học tịch tà kiếm pháp cho nên cha mùi phải giết huynh. Không thể nào như vậy được. Tịch tà kiếm phổ vốn là của Lâm gia huynh, huynh muốn học là chuyện rất thường tình. Dù cha ngang ngược đến mấy chứ cũng không thể vì lý do này mà giết huynh. Thực sự mùi không biết cha của mùi là người như thế nào. Mùi càng không biết thực ra tịch tà kiếm phổ là cái gì. Tuy rằng mụi và huynh là phu thê, nhưng có lúc trong lòng huynh nghĩ gì thật sự mụi không hiểu chút nào. Mụi không hiểu, mụi sẽ không hiểu, cũng không cần phải hiểu. Mụi biết nhiều quá để làm gì? Huynh được như vậy mà, chúng ta mau đi đi. Hả? Đi? Đi đâu? Dù huynh đi đâu, mùi cũng đi theo huynh. Thật sao? Dù sao lại thế nào, mùi cũng không hối hận. Mùi đã định sẵn trong lòng suốt đời suốt kiếp cùng ở bên huynh. Dù mắt huynh có mù hay không, mùi cũng sẽ ở bên cạnh để hầu hạ huynh. Cho đến khi chết, mùi cũng không hối hận.
Không lẽ đến bây giờ huynh vẫn còn nghi ngờ muội? Tối nay muội sẽ trả hết tất cả cho huynh. Ý của muội, tối nay chúng ta sẽ ở đây độc phòng qua chút, từ nay sẽ làm đôi phu thê thật sự. Đi đi, đi ra đi. Bình Di, đi ra đi. Xảy ra chuyện gì vậy Bình Di? Mùi đứng lại đó. Bình Di, mùi đi đi, đi đi. Quỳnh làm cho mùi đâm chết, Quỳnh không cần mùi đi theo Quỳnh. Mùi đi đi, đi đi. Tại sao Quỳnh lại đối xử với mùi như vậy? Thật ra mùi đã làm sai điều gì? Có phải Quỳnh còn trách cha của mùi, hay mùi đã làm điều gì khiến Quỳnh không thể tha thứ? Nếu đúng như vậy, mùi lập tức chết trước mặt Quỳnh. Mùi không có lỗi, không có lỗi, là Quỳnh không tốt. Chị Quỳnh nói cho mùi biết, thật ra đã xảy ra chuyện gì, có được không? Tiếp tạ Kim Phi, anh rất nổi tiếng trong võ lắm, nhưng mà ngay cả Mộc Tâm và Như Thương Hải mà Châu Quỳnh cũng đánh không lại, thì cũng bị chung chiến chứ. Mùi có biết tại sao không? Bởi vì tinh tà kiếm pháp mà cha huynh học chẳng qua chỉ có hình thức thôi, cho dù có truyền đúng không phải là tinh tà kiếm pháp thật sự. Tại sao như vậy? Huynh có biết Lâm Diễn Đồ ông cố của huynh vốn là một hòa thượng, điều này e rằng cha huynh cũng không biết. Ông cố của huynh sau khi nhìn thấy kiếm phổ thì đã chép đó lên một mảnh cà sa. Lúc mà ông hoàn tục thì đã đem cà sa ra khỏi Thiếu Lâm Bồ Điền. Sau đó ông xây một Phật đường trong nhà của mình để giấu cà sa này trong đó. Ở đó chính là nhà tổ Hương Dương. Chuyện đã lâu như vậy, làm sao huynh biết được? Ông cố của huynh đã ghi lại lai lịch của kiếm phổ trên cà sa, rõ ràng rành mạch. Ông còn dặn dò kỹ càng. Ông nói tu luyện kiếm pháp này là vô cùng nham hiểm độc. Người tu luyện sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Người xuất gia tu luyện đã là không đúng, người tục gia càng không thể nào tu luyện. Ban đầu huynh tưởng là tai họa của việc luyện kiếm, ít ra cũng phải đợi 8 năm hoặc 10 năm mới thấy cái hại của nó. Đồng thời huynh thấy chiêu kiếm trong kiếm phổ thực sự quá hấp dẫn, không thể nào cử lại mà không luyện được. Sau khi huynh luyện được 3 ngày thì huynh biết ông nội của huynh không phải do Lâm Diễn Đồ sanh mà là mua về. Ông mua vợ mua con là vì để che mắt mọi người. Che mắt mọi người? Tịch tà kiếm pháp, lúc trước huynh cũng chính vì kiếm pháp này. Đáng lý ngày cưới chúng ta cận kề, 5 lần 7 lượt huynh muốn thành thân với mùi, đợi sau khi làm phu thế thật sự mới luyện bộ kiếm pháp này. Nhưng mà kiếm pháp trong kiếm phổ quá hấp dẫn, cho nên huynh bắt đầu luyện kiếm theo yêu quyết đầu tiên ở trong kiếm phổ đó vậy. Yêu quyết đầu tiên trong tịch tà kiếm phổ
dục luyện thần. Huynh tự công luyện kiếm. Luyện tịch tà kiếm thì chính là tu luyện rồi. Nếu như không tự cung thì sẽ dục quả phân thân, tâu quả nhập, tê cứng và chết. Năm xưa Lâm Diễn Độ vì che mắt mọi người, giả dạng cứu vợ sanh con. Không lẽ cao huynh cũng vậy? Nhưng chỉ che mắt mỗi mình cha mụi thôi. Bây giờ mụi đã hiểu hết, nhất định là mụi hận huynh thấu xương. Từ trước đến giờ mụi không hận huynh, huynh cũng chỉ vì bị tình thế ép buộc thôi. Trong lòng mụi chỉ hận một người thôi. Chính là người đã giết nên kiếm phổ này. Tại sao lại làm hại đến nhiều người như vậy? Vì tiền bối anh hùng này vốn đã là một thái giám. Vậy còn cha của muội cũng giống như huynh sao? Đương nhiên, ông ta là chủ của một phái mà lại tự cung luyện kiếm. Nếu chuyện này đột ra ngoài, chẳng phải để giang hồ cười nhạo sao? Lúc trước cha mùi hỏi huynh đối xử với mùi thế nào, thật ra là muốn biết huynh có tự cung hay không. Nếu mùi có nửa lời than giả thì huynh đã mất bà từ lâu rồi. Vậy bây giờ cha đã phát hiện, cha nhất định sẽ không tha cho huynh. Chúng ta mau tìm chỗ nào tránh né đi. Bây giờ huynh ra đông nổi đây, muội còn đi theo huynh sao? Bình Chi, mùi đối xử với huynh thế nào không lẽ đến giờ huynh vẫn không biết? Hơn nữa thân thế của huynh rất tội nghiệp. Huynh không cần ai thương hại. Lực Bình Chi này kiếm thuật cải thế, đến lúc bác của huynh hồi phục thì có thể hùng thái võ lâm. Đến chừng đó Nhạc Bất Quần, Linh Hồ Xung, Phương Chứng, Xung Hưng, tất cả họ đều không phải là đối thủ của huynh. Nhưng cũng phải tìm chỗ nào tránh né để trị khỏi đôi mắt mới được chứ. Tránh, tránh được một lúc chứ không tránh được suốt đời. Huynh đã nghĩ được cách để đối phó cha mụ. Sáng ngày mai huynh sẽ tung tin ra ngoài, nói ổng tự cung luyện được tịch tà kiếm pháp. Đến chừng đó cha mụi giết huynh diệt khẩu, chỉ có nước giấu đầu lòi đuôi. Cho nên ổng sẽ dùng đủ mọi cách để giữ mạng sống của huynh lại. Lỡ như huynh có mệnh hệ gì, e rằng chuyện ổng tự cung nước rửa cũng không sạch. Hôm đó huynh và cha muội đều nghi ngờ đại sư huynh ăn cắp kiếm phổ, còn nói đại sư huynh ngụy tạo di ngôn của cha huynh. Không ngờ vì lý do này mà bị đuổi ra khỏi Hoa Sơn. Phải, là huynh trách lầm lệnh Hồ Xung. Vậy thì sao, muội không trách lầm lệnh Hồ Xung à? Xem ra ở trên đời này chỉ có mỗi một mình mẹ là tin tưởng lệnh Hồ Xung. Thật sự mẹ của muội rất thương lệnh Hồ Xung. Vì hắn mà cha và mẹ của muội đã cãi nhau biết bao nhiêu lần. Cha và mẹ cãi nhau? Muội cũng tin nè. Cha và mẹ của muội có thật sự ân ái như muội nghĩ không? Chính tai huynh nghe được sao? Chuyện đến nước này huynh cũng không ngại nói cho muội biết. Hôm ở Phúc Châu, lệnh Hồ Xung trọng thương hôn mê. Huynh lục người của hắn nhưng không tìm được cả sao. Huynh đã lục người của đại sư huynh, vậy sao lúc đó huynh không nói rõ ra? Nếu cả sao đó không có ở trên người lệnh Hồ Xung thì tức là đã bị mẹ hoặc cha của muội ăn cắp. Nếu lúc đó huynh nói ra, chẳng phải huynh nói cho họ biết huynh nghi ngờ họ. Đêm nào huynh cũng núp ở bờ vực bên ngoài phòng cha mẹ muội để trình coi họ là giấu cả sao ở đâu.
đêm nào. Đúng vậy, chị phải trả thù. Cho dù lên núi đao xuống biển lửa, Quỳnh cũng không ngần ngại. Sau đó mẹ muội phát hiện hành vi khác thường của cha muội, râu ria rụng hết, tiếng nói cũng thay đổi. Có một đêm bà còn phát hiện cha muội định đốt cả xa. Do đó cha muội thừa nhận cả xa đó do ông ăn cắp, còn lén lút tu luyện. Lúc đó ông đã tự tu luyện kiếm. Vậy làm sao Quỳnh lấy được cả xa đó? Phải nói là ông trời cũng phụ lòng người. Mẹ muội phát hiện tịch tà kiếm pháp hại thân hại khí, nên đã khuyên cha của muội ngừng việc tu luyện. Cha muội vì muốn mẹ muội yên tâm, nên đã lấy bản cà sa đem quăng xuống vực. Cũng may Quỳnh kịp thời chụp được, nếu không thì Quỳnh không thể trả thù. Thật ra cha muội đâu có rộng rãi như vậy, từ đầu đã ghi nhớ tịch tà kiếm phổ ở trong đầu. Chỉ có mẹ của muội bị ông đánh lừa thôi. Mẹ muội cũng biết cha muội đã là kẻ bất nam bất nữ rồi. Cha muội là người như thế nào, có lẽ bây giờ muội đã biết rõ. Nhưng có một chuyện muội không sao hiểu được. Hôm đó tại lãnh thị dạy của muội quyết đấu ở Phong Thiền Đài, cho nên phụ cười họ đã cùng lúc sử dụng tịch tà kiếm pháp. Nhưng kiếm pháp của tà lĩnh thiện hữu hình vô thực, nếu không phải cơ bản kiếm thuật của ông tốt, e là đã bị cha mùi giết chết rồi. Tịch tà kiếm pháp của tà lĩnh thiện học được từ có người đứng. Hầu Nhân Anh, Lâm Bình Chi, ta có tài giết sư phụ của ta, hôm nay ta phải trả thù. Lên. Bình Chi, tại sao kiếm pháp của người này giống hệt như Vinh vậy? Biết tình kiếm pháp của mình đây là tình tạc kiếm. Kiếm pháp của hắn tuy tốt nhưng ra tay không nhanh bằng Vinh. Đi. Lâm thiếu hiệp, Lâm phu nhân, tại hạ phụng mệnh tả trưởng môn phái Tùng Sơn đến giúp một tay. Tạ ơn các hạ giúp đỡ, chư thịnh giáo cầu danh quy tánh các hạ. Tả trưởng môn biết thiếu hiệp và phu nhân bị kẻ xấu hãm hại, đang bị trọng thương, ra lệnh cho tại hạ đến bảo vệ hai vị đến nơi an toàn trị liệu dưỡng thương, bảo đảm Nhạc Bất Quần không có cách nào tìm được hai vị. Lòng tốt của tả trưởng môn như các hạ, tại hạ vô cùng cảm kích. Còn chuyện trị thương, tại hạ sẽ tự lo liệu, không dám làm việc quý trưởng môn. Hey, cho phép tại hạ nói thẳng, cặp mắt của thiếu hiệp bị tái Bắc Minh Đà làm bị thương, không những không thể hồi phục, hơn nữa kẻ này dùng độc vô cùng nham hiểm. Trừ khi được đích thân tả trưởng môn điều trị, nếu không thiếu hiệp khó giữ được mạng sống. Tại hạ và tả trưởng môn không thân không thích, sao tả trưởng môn hậu ái đến như vậy? Phải nói địch khái đồng thù, đôi mắt tả trưởng môn cũng bị Nhạc Bất Quần đả thương. Hôm nay các hạ không nhìn thấy được, suy cho cùng Nhạc Bất Quần chính là kẻ đầu sỏ. Nay Nhạc Bất Quần đã biết thiếu hiệp tu luyện tịch tà kiếm pháp, cho dù thiếu hiệp trốn đến chân trời góc biển cũng khó thoát khỏi ma chưởng của Nhạc Bất Quần. Huống chi đứa con yêu quý của Nhạc Bất Quần ngày đêm kề cận bên cạnh thiếu hiệp, dù thiếu hiệp có bản lãnh tài tình cũng khó đề phòng chung chăn mối.
Nhị sư huynh, thì ra là huynh. Thì ra huynh vẫn còn sống. Cái xác mọi người phát hiện ở Phúc Châu chẳng qua là kẻ chết thai thôi. Nếu tôi không làm như vậy, Nhạc Bất Quần làm sao tha cho tôi? Không lẽ anh sư đệ cũng là do huynh giết? Chỉ một tên anh Bạch La, tôi cần gì phải giết hắn? Huynh còn chối cãi. Lẽ ra huynh muốn giết Tiểu Lâm Tử, ai ngờ bị anh Bạch La nhìn thấy thì huynh đã giết người diệt khẩu. Kẻ giết anh Bạch La không phải là tôi, mà là cha của cô. Huynh nói dối, cha tôi không hề làm chuyện như vậy. Chuyện vô sĩ như ăn cắp kiếm phổ ông cũng làm được, vậy còn chuyện gì ông không dám làm chứ? Không đâu, huynh ngậm máu phun người. Người giết anh Bạch La thật sự là cha mù. Lúc đó cha mù đã lấy được tình tạ kiếm phổ, nhưng mà ngày nào cũng còn sống trên đời thì ngày đó ông cũng không thể yên tâm tu luyện tình tạ kiếm pháp. May mà lúc đó huynh nhìn thấy giấy vàng mã dưới đế giày của ông. Giấy vàng mã? Muội có còn nhớ huynh và muội cùng xếp giấy vàng mã để đốt cho cha mẹ huynh không? Tình cờ cha của muội đi ngang đã đập phải tờ giấy vàng mã. Nếu không có giấy vàng mã đó, huynh e rằng suốt đời này huynh cũng không thể nào nhìn được bộ mặt thật của cha muội. Sau khi Nhạc Bất Quần giết chết anh Bạch La, đáng lý muốn đâm thêm một nhát lên người nữa. Ai ngờ Nhạc Bất Quần phát hiện ra tôi, đuổi theo giết tôi bình yên. Lâm sư đệ nhờ vậy mà để mới giữ được mạng sống. Nếu cha muội thật sự muốn giết chết huynh, thời gian sau đó có rất nhiều cơ hội, tại sao không ra tay? Vì sau đó huynh luôn đề phòng, làm sao ông có dịp ra tay được? Nhưng mà người mà huynh phải cảm ơn là muội. Nếu không phải cha muội quá thương con, sợ con của mình đau lòng, có lẽ huynh đã chết từ lâu. Thì ra huynh thành thân với muội chính là gì? Vì phải tự vệ nên phải đưa muội ra làm bình phong. Muội có trách thì trách cha muội quá tàn ác. Là huynh, huynh đầu quân vào Tung Sơn hồi nào vậy? Ê, Lâm sư đệ để hiểu lầm, không phải đầu quân, mà là lâu nay tôi vẫn là đệ tử của phái Tung Sơn. Tả Chương Môn là ân sư của tôi, gia nhập qua sơn chẳng qua là phụng lệnh của ân sư điều tra võ công của Nhạc Bất Quần và động tĩnh của phái Hoa Sơn thôi. Thì ra từ đầu Tả Chương Môn đã nghi ngờ Nhạc Bất Quần. Đúng vậy, kẻ gian xảo dối trá như Nhạc Bất Quần thì đã muốn chiếm đoạt tích tạc kiếm phổ của Lâm gia tôi từ lâu. Từ chuyện ông giả mạo quán rượu cho đến chuyện nhận tôi làm đệ tử, tất cả đều là âm mưu. Lần này huynh ăn cắp tịch tà kiếm phổ về cho Tả Chương Môn, công lao cũng không ít. Tên ác tặc Nhạc Bất Quần vô cùng nham hiểm, tôi và ân sư đều trúng độc kế của hắn. Độc kế? Tịch tà kiếm phổ mà là huynh lấy cắp chắc chắn là đã bị Nhạc Bất Quần vợ tiểu xảo, cho nên tịch tà kiếm pháp mà là huynh và Tả Chương Môn đánh đã nên hữu hình vô thực. Lâm sư đệ, đây là truyền nhân duy nhất của tịch tà kiếm pháp, nói một cách khác cũng là chưởng môn của tịch tà kiếm pháp. Nếu đệ chịu theo tôi về gặp ân sư, ân sư nhất định sẽ đối đãi đàng hoàng, cố gắng trị khỏi đôi mắt cho đệ. Chúng ta cũng có thể thừa dịp này cùng bàn kế để trả thù. Ý của lão huynh tức là tôi và ân sư đều hy vọng nhìn thấy tịch tà kiếm phổ thật để thỏa nguyện vọng trong đời. Lâm sư đệ, cho phép tôi nói thẳng, nếu mắt của đệ được trị khỏi sẽ không sợ một kẻ như Nhạc Bất Quần. Nhưng mà với cuộc diễn như ngày hôm nay, chỉ có tôi và ân sư mới có thể luyện tốt tịch tà kiếm pháp. Hợp sức của ba người mới có thể giết được tên gian tặc Nhạc Bất Quần.
Lão huynh nói rất có lý. Tôi sẽ theo huynh về Tung Sơn. Đến chừng đó tôi sẽ đọc hết toàn bộ Tịch Tà kiếm pháp ra. Đọc ra? Tại lão huynh không biết, Lâm Diễn Đồ ông cố của tôi đã ghi kiếm pháp lên trên mảnh cà sa. Khi tôi có được mảnh cà sa, vì đề phòng bị nhà bất quần phát hiện, cho nên tôi đã ghi nhớ kiếm pháp trong đầu của tôi, sau đó tiêu hủy kiếm phổ. Như vậy thì được, chúng ta đừng chậm trễ nữa, lập tức lên đường đến Tung Sơn đi. Kính sai, thật ra muội giúp huynh hay là giúp cha muội đây? Cả hai muội đều không giúp. Số của muội là số khổ. Ngày mai muội sẽ xuống tóc xuất gia lập đi. Từ nay phu quân cũng được, cha cũng được, muội sẽ không gặp nữa. Vì tốt nhất muội hãy đến Hạng Sơn xuất gia. Đến chừng đó ngày nào muội cũng gặp được Lệnh Hồ Xuân. Lâm Bình Chi, ngày trước huynh rơi vào đường cùng, nếu không nhờ cha muội cứu huynh thì huynh đã chết trong tay Mộc Cao Phong rồi. Dù cha muội có làm gì có lỗi với huynh, Nhạc Linh Sang này cũng không có lỗi gì với huynh. Huynh nói như vậy thật ra có ý gì? Có ý gì à? Chính là bày tỏ tấm lòng chứ tả chữ môn. Dừng tay! Thế sư muội, muội sao rồi? Lên đầu xuống. Lâm Bình Chi, tại sao ngươi làm như vậy? Chạy, chạy! Đừng đuổi theo, mau coi nhà cô nương sao rồi. Phải, tiểu sư muội, muội sao rồi? Muội có sao không? Hả? Đại sư huynh. Tiểu sư muội, tiểu sư muội. Suốt đêm cô không tỉnh lại. Nhạc cô nương có thể chống chọi cả đêm, nhất định sẽ không sao. Sao cô vẫn chưa tỉnh vậy? Huynh yên tâm đi, cổ không sao đâu. Xuân ca, thay thuốc xong rồi. Vết thương của cổ thế nào? Vết thương của cổ lành miệng rồi. À phải, thiên hương đỏ tục giao huynh đưa cho muội đã xài hết rồi. Hả? Vậy làm sao đây? Hay là gì? Thuốc trị thương mà Hắc Mộc Nha sử dụng cũng có hiệu quả rất tốt. Có điều muội lo ở thị trấn nhỏ này chưa chắc gì có bán loại thuốc đó. Làm sao cũng phải thử. Thôi được, bây giờ muội ra ngoài mua. Vinh Vinh à, vất vả cho muội quá. Cô đương à, Tử Tâm Hải Đường này tiệm tôi không có.
Vậy ông có biết ở đâu bán không? Thuốc này rất ít người dùng, tôi nghĩ ở thị trấn nhỏ này chắc không có đâu. Nương à, cũng sắc thuốc, sao hạ nhân chúng tôi sắc là được rồi. Nè cô nương, cô khẩn trương sắc thuốc này. Cái thuốc này cô sắc kỹ trong giờ có phải không? Tiểu sư muội, muội còn nhớ lúc chúng ta ở Hoa Sơn rất vui không? Nhạc cô nương đã tỉnh. Muội mau tỉnh lại đi. Sau khi muội tỉnh lại, huynh sẽ cùng muội luyện xung linh kiếm pháp. Muội còn nhớ, có một lần sư phụ kêu chúng ta xuống núi làm chút việc. Rốt cuộc hai chúng ta không có làm gì hết mà còn chơi đến tối mới về. Huynh thì bị sư phụ trách phạt, còn muội ngày nào cũng đem cơm cho huynh. Muội nói lần này chơi chưa đủ, lần sau phải chơi cho thỏa lòng. Muội còn nhớ không? Muội mau tỉnh lại đi. Muội mà tỉnh lại, muội muốn đi đâu huynh cũng đi với muội. Tiểu sư muội, Xuân ca, huynh đừng lo lắng quá. Vết thương của nhạc cô nương cũng lành miệng rồi, có lẽ do mất máu quá nhiều nên mới chưa tỉnh thôi. Hãy nhìn huynh đi, rất tiều tụy. Huynh nghỉ một lát đi. Nhà cô nương tỉnh lại thấy huynh tiều tụy như vậy sẽ khiến cô thấy ngại đó. Bình Chi! Tiểu sư muội. Bình Chi! Vết thương muội chưa lành, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Tại sao cô lại giết muội? Muội bình tĩnh lại tại đi. Tại sao cô lại giết muội? Tại sao chứ? Muội đừng như vậy nữa, bình tĩnh lại tại đi. Tại sao huynh cứu muội làm gì? Đại sư huynh ạ. Xuống đi mà. Muội đã làm. Tinh thần có quá kích động, lỡ như đụng đến vết thương thì sẽ khó hồi phục. Làm sư đệ đối xử với muội không tốt. Vẫn còn đại sư huynh ở đây, huynh sẽ không bỏ mặc muội.